Thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời, giúp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 gặp may liên tiếp, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ, cực giàu có, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Con người chưa đủ lớn khôn, làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay, cuộc đời trăm đắng ngàn cay, quy luật nhân quả kiếp này mà thôi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan, trên cao Phật tổ chỉ đường. Mênh mông rộng lớn con đường mở ra, dù cho lội suối vượt đèo, chín phần vượng phát đi theo suốt đời, có duyên biết mệnh. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, hưởng chọn lộc trời, phát tài phát lộc, đổi vận cực giàu đúng 6 tháng cuối năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong cuộc sống của mình cũng mong được giàu sang phú quý, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc an nhàn cả một đời phải không ạ? Thế nhưng sinh ra chẳng ai có quyền chọn cho mình được số mệnh, mà số mệnh lại lựa chọn con người, trời sinh mỗi người đã được xếp vào các cung mệnh khác nhau, giờ giấc khác nhau, sao chiếu mệnh khác nhau, nên vận mệnh tử vi cũng theo đó mà khác nhau, khi thời vận không thông thì mưu cầu chỉ là muối bỏ bể. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, đũa ngọc, sướng từ trong trứng sướng ra, đẻ ra đã vượt qua vạch đích, ở nhà lầu, đi xe sang. Suốt ngày du lịch ăn nhà hàng, cuộc sống sung sướng có kẻ hầu người hạ, nhưng thời vận thay đổi, vận xui ập tới. Tiểu nhân bám giết, của nả theo nhau đội nón ra đi, có khi còn tán ra bại sản, mang nợ cả đời, sống trong cảnh nhục nhã bần hèn. Và cũng có người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra trong gia đình nghèo khó cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Suốt đời lam lũ khổ sở, nhưng thời vận thay đổi phúc khí tràn trề, được quý nhân tương trợ, may mắn liên tiếp làm gì cũng xuôi chèo mát mái, trúng lớn, tiền tiêu không thiếu, nhà cửa cao sang, vàng bạc chất đống, đất đai nhiều vô kể, nắm trong tay gia sản kếch xù. Vậy, quý vị có băn khoăn về số mệnh của mình hay không? Trong vận số của bạn thì bao giờ sẽ phất lên, bao giờ sẽ là ngày nở mày nở mặt với đời? Không được giàu ú ụ tiêu ba đời không hết như người khác, thì chí ít cũng mong được no đủ, sung túc ấm êm bên gia đình mình chứ. Tử vi học có tiết lộ rằng, trong vận mệnh 12 con giáp thì có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là người có số mệnh khổ trước sướng sau. Càng già càng giàu, tuy cuộc đời gặp nhiều sóng gió gập ghềnh nhiều biến động khôn lường, nhưng khi đến thời điểm bùng phát, Quý Sửu cũng phải thất thần bật ngửa vì những điều bất ngờ cuộc sống mang lại cho họ. Thần tài và quý nhân mang đến những may mắn lớn liên tục bất ngờ, tiền tài kéo đến ào ạt như vũ bão. Nổ lộc phát tài ngay đúng thời điểm nguy nan nhất, cuộc sống của họ từ đây sẽ sang trang, hết sạch nghèo khổ, hưởng phúc lộc giàu sang đến cuối đời. Và giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024 sắp tới, chính là thời điểm vàng quyết định số phận một đời còn lại của con giáp này, sẽ có nhiều gian nan hiểm cảnh, khổ nạn điệp trùng, nhưng trong cái rủi có cái may, chỉ cần Quý Sửu tránh được 4 điều cấm kỵ, làm mầm mống tai ương khổ nạn này là hóa hung thành cát, vận hạn tiêu tan, đón thời giàu sang, vinh hiển thịnh vượng. Định mệnh của bạn trong đại nạn chính là số kiếp phú quý hoàng kim. Vậy, cụ thể vận trình của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, 6 tháng cuối năm 2024 sẽ diễn biến như thế nào? Trong giai đoạn này sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Điều gì sẽ giúp Quý Sửu đổi vận giàu sang, tiền vàng ngập két, sống sung sướng an nhàn đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi khám phá ngay qua lá số tử vi trong cung mệnh dưới đây nhé. Có duyên biết mệnh, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 hưởng chọn lộc trời, phát tài phát lộc đổi vận cực giàu, 6 tháng cuối năm 2024.
Trước tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Yếu tố thuộc nhóm cây xanh, hướng, Bắc Đông Bắc, màu, rừng xanh, cực âm, đá quý, aquamarine, số may mắn, 1, số thứ tự, thứ 2, sau người tuổi Tý, mùa, mùa đông, tháng riêng, đồng minh, người tuổi Dậu và người tuổi Tỵ, kẻ thù tương khắc, người tuổi Mùi, ứng với tử vi phương Tây, Market, người tuổi Sửu là dấu hiệu thứ hai của tử vi phương Đông. Người tuổi Sửu là con giáp rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác, mà không hề thấy mệt mỏi, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một, mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Đây chính là yếu tố giúp con giáp này có được những bước đi chắc chắn trên con đường phát triển sự nghiệp của bản thân. Những người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tài lãnh đạo, tổ chức, quản lý người khác, họ có lập trường chắc chắn, vững vàng, lòng quyết tâm cao, chừng nào chưa đạt được mục đích, Quý Sửu sẽ không dừng lại, khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, đối với họ, càng gian nan thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng vang dội, vinh quang bấy nhiêu. Những người Quý Sửu 1973 mang mệnh mộc trong năm 2024 có 52 tuổi âm lịch sẽ rơi vào bố cục thiên hỏa, địa hỏa rất tốt. Chỉ cần biết cách vượt qua những thử thách do ngũ hành lưu niên gây ra thì bạn sẽ được hưởng thuận lợi trong công việc, có quý nhân giúp đỡ dễ dàng đi đến thành công. Năm Giáp Thìn, người tuổi Quý Sửu sinh vào mùa thu, mùa đông thì tốt, nhưng người sinh vào mùa xuân, mùa hạ kém hơn. Người sinh năm 1973 thế vận tương đối biến đổi lớn vào năm Giáp Thìn, có quý nhân phù trợ thu được đại lợi. Xem tử vi 2024 Quý Sửu theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, quý gặp giáp bình hòa, ít gặp được yếu tố thiên thời, mọi việc tự tay lo liệu, ít được giúp đỡ từ bên ngoài. Xét về địa chi, Sửu gặp Thìn lâm cục diện phá thái tuế, công việc làm ăn khó khăn, có điểm tiểu nhân ngáng trở, tiền bạc khó kiếm hơn, vào ra bất ổn, kiếm được nhiều nhưng tiêu hao cũng lắm. Xét về ngũ hành, bản mệnh sinh cho lưu niên, gia đạo bình ổn, ít xung đột nội bộ, có thể đón tin vui về con cái trong nhà, tuy nhiên sức khỏe giảm sút mạnh, hạn chế đi xa một mình vì dễ gặp tai ương bất ngờ. Tiểu kết, nam mạng Quý Sửu đa phần tự làm tự lo mọi việc trong năm, ít được hỗ trợ từ bên ngoài nên khá vất vả và áp lực, việc làm ăn gặp khó, trồng trọt chăn nuôi có thể thua lỗ, lại có tiểu nhân quấy phá, thận trọng khi hợp tác làm ăn, tiền bạc kém may, kiếm được nhiều thì cũng tiêu hao hết khó tụ, sức khỏe giảm sút mạnh, tiêu hao không ít tiền của, gia đạo bình ổn hơn, đón tin vui con cái như cưới hỏi hoặc đạt thành tích học hành thi cử cao. Về phương diện sự nghiệp và tài vận, trong năm Giáp Thìn người tuổi Quý Sửu phấn đấu trong nghịch cảnh, có thể gặp khó khăn trở ngại, vì thế nên dốc toàn lực tiến công vào tháng 7, từ 8 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, tháng 8, từ 8 tháng 9 đến 7 tháng 10 âm lịch thì sẽ không dễ thất bại. Có thể nói, năm Giáp Thìn là năm thoái thủ của người tuổi Quý Sửu, là năm Quý Sửu không biết thua, có sao văn xương chiếu rọi, cho nên năm Giáp Thìn là năm tiến tu học nghiệp của người tuổi Quý Sửu, cần nhẫn nại, cẩn thận xử lý mọi công việc ắt đạt được thành công, nhất là 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng phát tài nổ lộc của Quý Sửu. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình và tận dụng triệt để các cơ hội trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Quý Sửu, dự đoán tử vi cho tuổi Quý Sửu vào 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 cho thấy đây sẽ là thời điểm an nhàn, bình yên cho bạn. Trong cuộc sống của người tuổi Quý Sửu sẽ có nhiều tiến bộ đáng kể và mọi việc thuận lợi diễn ra như ý định. Vì thế,
bạn có thể dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn, yêu thương tự tin vào bản thân mình và thoải mái làm những việc mà bạn thích. Nửa cuối năm Giáp Thìn, tuổi Quý Sửu công việc sẽ có kết quả tốt đẹp hơn so với những tháng trước, nhưng bạn không nên dùng tiền lãng phí, chi tiêu vô bổ, bởi vì vận niên năm 2024 của người tuổi Quý Sửu theo tử vi là chư bị hỏa, tức heo bị lửa, nên trong mọi việc cần suy nghĩ thấu đáo, xét thấy cái gì có lợi cho bản thân thì mới nên làm. Tín chủ nên cẩn thận xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư, không cho vay mượn tiền để tránh được rủi ro. Ngoài ra, vận niên này cho thấy chuyện tình cảm 6 tháng cuối năm nay của tuổi Quý Sửu rất tốt, vợ chồng thấu hiểu và lắng nghe nhau. Không khí trong gia đình dễ chịu, những tuổi Quý Sửu đang độc thân sẽ tìm được tình yêu, tinh thần phấn chấn và cuộc sống tươi vui hạnh phúc. Tử vi 2024 tuổi Quý Sửu khuyên rằng bạn nên tiếp tục theo đuổi những cam kết, mục tiêu mà mình đã đề ra, kiên trì nỗ lực sẽ đạt được sự cân bằng trong cuộc sống. Cuộc sống tình cảm của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ, hãy luôn trân trọng gia đình và vai trò của họ trong cuộc sống của bạn. Về công việc, sự nghiệp và công danh. 6 tháng cuối năm Giáp Thìn được nhận định là khoảng thời phát triển hài hòa với người tuổi Quý Sửu. Ở phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định. Nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đây là thời điểm người tuổi Quý Sửu có thể gặt hái thành quả cho những nỗ lực đã bỏ ra trong thời gian qua. Nơi công sở, tuổi Sửu được theo dõi, quan sát, đánh giá cao và được cất nhắc. Đây được coi là phần thưởng tự nhiên cho những nỗ lực và sự công nhận về giá trị, kinh nghiệm của người tuổi Quý Sửu. Đối với những người tuổi Quý Sửu đang bắt đầu mở rộng sự nghiệp hoặc chưa đi trên con đường an toàn, việc tìm kiếm một vị trí phù hợp là điều đáng khích lệ. Đây là một bài kiểm tra mà bạn phải chuẩn bị để vượt qua. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó. Cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách. Cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong nửa cuối năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Về tài lộc, với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Quý Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn, trong khi đó người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong 6 tháng cuối năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến tuổi Quý Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Quý Sửu thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Về mặt tình duyên, gia đạo. 6 tháng cuối năm tới là thời gian bản lề cho những cam kết tình cảm, lời hứa và kết nối xã hội mới. Sau giữa tháng 6, tuổi Quý Sửu có thể bị cuốn vào những cảm xúc lãng mạn, lời cầu hôn và lời ngỏ ý nghiêm túc. Tuổi Quý Sửu bước sang một giai đoạn mới của sự thân mật, tin tưởng và chấp nhận. Về cơ bản, tất cả những gì đã đình trệ hoặc gây ra sự chậm trễ trong các mối quan hệ tình cảm giờ đây sẽ được gỡ bỏ. Đây là thời điểm thích hợp để nói lên suy nghĩ của bạn, yêu cầu các cam kết rõ ràng và đề xuất thay đổi trong các mối quan hệ lâu dài. Sau tháng 6, những người tuổi Quý Sửu còn độc thân có thể mong đợi bắt đầu một mối quan hệ say đắm và thú vị, có thể sẽ kéo dài nhiều năm. Từ tháng 7 đến tháng 8, cả những người độc thân và những người đã có gia đình sẽ trải qua giai đoạn giao tiếp sôi nổi. Ở một mức độ nào đó, những vấn đề nhỏ ảnh hưởng đến tài chính trong nhà, việc sắp xếp cuộc sống và chia sẻ tài chính cũng sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Cuối mùa thu, những lời tán tỉnh có thể khiến bạn mất tập trung, bạn cứ chấp nhận tất cả như một lời khen ngợi, nhưng tránh bị cuốn vào mối quan hệ mới cho đến sau tháng 9. Tóm lại, tuổi Quý Sửu sẽ có 6 tháng cuối năm 2024 đầy đam mê và ý nghĩa,
Hãy để quá khứ ở phía sau, đã đến lúc tiếp cận với điều bạn muốn. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng, nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe, sự cải thiện hoặc khỏi bệnh là dấu hiệu tốt cho bạn. Nhờ thế, bạn đánh giá cao tầm quan trọng của việc sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học. Cần tiếp tục nâng cao sức khỏe và phấn đấu cho tương lai, vì chặng đường phía trước còn là một hành trình dài đầy thử thách. Hãy nghỉ ngơi nếu cần chứ đừng dễ dàng bỏ cuộc. Tổng kết, những điều tuổi Quý Sửu nên chú ý trong năm 2024. Nếu tuổi Quý Sửu muốn đạt được sự thành công vững bền trong 6 tháng cuối năm 2024, bạn cần biết cách thu hút những năng lượng tích cực vào trong cuộc sống của mình. Hãy đắm mình trong niềm hy vọng, sự lạc quan và luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở bản thân. Tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Quý Sửu là một giai đoạn đổi mới, sáng tạo. Do vậy bạn hãy tận dụng tốt khả năng sáng tạo mạnh mẽ, phong phú của mình. Hãy tiếp cận cuộc sống một cách thực tế và loại bỏ những điều tiêu cực ra khỏi tâm trí. Vận may đang mỉm cười với bạn, vì thế bạn hãy trân trọng những người xung quanh mình, sẽ giúp bạn trở nên toàn diện và thay đổi để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong tất cả mọi việc bạn làm, hãy tin tưởng vào năng lực bản thân và đừng so sánh cuộc sống của bạn với cuộc sống của người khác. Dựa theo những luận đoán về tử vi tuổi Sửu 2024, bạn có thể kết hợp xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt để thu hút vận may, thành công và thịnh vượng. Những hướng may mắn cho người tuổi Quý Sửu năm 2024 là Nam, Bắc và Đông Nam, màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh. Mang đến cho người tuổi Sửu may mắn trong năm 2024 là các màu tím và xanh lục. Những con số sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống tuổi Sửu là 3 và 9. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Quý Sửu 1973 trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 tháng 6 âm lịch. Vận tài chính tháng 6 không được tốt, đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh càng nên cẩn trọng. Mọi dự định kinh doanh nên cất giữ và chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Con giáp tuổi này nên quan tâm hơn đến sức khỏe của người thân trong gia đình, vì tử vi cho thấy trong tháng này họ dễ đau ốm. Ngoài ra, nên quan tâm và cân bằng công việc để có thêm nhiều thời gian cho nửa kia, tránh quá tham công tiếc việc dẫn đến những cãi vã, lạnh nhạt trong mối quan hệ tình cảm. Muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn trong tháng này, người tuổi Quý Sửu cần phải chú ý nhiều đến cách hành xử của mình. Cục diện tương xung báo hiệu có nhiều điều sẽ không diễn ra như bạn mong muốn, vì thế chớ nên chủ quan, cho rằng mình luôn là người đúng. Có thể thấy rằng, thời điểm này bạn luôn nung nấu quyết tâm thể hiện bản thân, mong đạt được thành tích khiến người khác ngưỡng mộ. Bạn biết rõ mình nên làm gì và xác định được rõ đích đến cho bản thân, đồng thời sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ mà không hề nao núng. Tinh thần tích cực ấy ắt hẳn sẽ giúp bạn có một khởi đầu công việc vô cùng thuận lợi, thậm chí khiến cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp noi gương, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần nhìn nhận rõ hơn thực tế trước mắt cũng như năng lực của chính bản thân mình, bởi có đôi khi bạn chưa thể đánh giá được chính xác vấn đề trước mắt. Hãy dành thời gian để lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đừng cứng đầu cứng cổ bảo thủ với ý kiến của mình đến mức sẵn sàng mâu thuẫn với người khác. Cục diện tương xung ngáng trở cũng khiến cho con đường tài lộc của người tuổi Quý Sửu trở nên gập ghềnh, chắc trở hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Tháng này cho thấy quyết tâm làm giàu không ngơi nghỉ của bản mệnh. Song tiếc là bạn lại chưa tìm thấy được hướng đi đúng đắn cho mình, thậm chí, bản tính nóng này còn dễ đẩy bạn vào tình cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc khách hàng, đối tác, khiến việc kiếm tiền bị cản trở, bạn cần chú ý hơn trong mọi việc. Đừng để cái tôi cá nhân quá mạnh mẽ chi phối mọi quyết định của mình, nhiều khi bạn là người trong cuộc thì không thể đánh giá được bao quát tình hình như người ngoài cuộc hoặc người giàu kinh nghiệm đâu. Người làm ăn kinh doanh cần chú ý làm ăn chân chính, tránh sử dụng thủ đoạn hoặc tìm cách hãm hại, cướp công của người khác. Cách kiếm tiền không lành mạnh, không trong sáng dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị kiện cáo. Phải mất tiền mới giải quyết xong lùm xùm, rắc rối, đại hao khuyên bản mệnh cũng cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Bạn không nên bỏ quá nhiều tiền để chạy theo xu hướng. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm từ xa xưa, tháng 7 âm lịch dễ mang đến nhiều trường khí xấu, gây ảnh hưởng đến con người và công việc. Vì thế con giáp tuổi Quý Sửu khi xuất hành đi xa cũng cần lưu tâm, chú ý cửa quan. Về công việc, theo tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch, nguyệt lệnh lâm quan đới là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp của những chú trâu.
bản mệnh đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ khi biết vận dụng hết những lợi thế sẵn có của mình. Theo dõi vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch này, thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức của con giáp này đang mang đến cho bạn những thành quả xứng đáng. Trong tháng 7 Nhâm Thân này, nhờ sự cần mẫn của mình, bạn thường được cấp trên giao phó trọng trách, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, có sức ảnh hưởng không nhỏ trong tập thể. May mà bạn là con giáp chịu được sức ép, khó khăn đến đâu cũng không lùi bước, nên mọi chuyện rắc rối đến đâu cũng tìm được cách giải quyết, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mọi thứ đều diễn ra êm thấm. Nguyệt lệnh lâm quan đới mang đến cho những chú trâu sự tự tin, tinh thần minh mẫn, tự chủ và khả năng làm việc độc lập tuyệt vời. Đặc biệt với những ai đang giữ các chức vụ quản lý chủ quản, tháng này công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới. Lại thêm các tinh tử vi xuất hiện cho thấy, người đang đi học cũng có được thành tích đáng nể trong học tập, thi cử đỗ đạt cao, làm rạng danh tổ tiên, dòng họ. Có thể thấy, nỗ lực phấn đấu bấy lâu của bạn đang cho ra quả ngọt, đây cũng là lúc bạn nhìn lại cả quá trình đó để rút ra những bài học quý báu cho bản thân. Tài vận của người tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm không có điều gì quá lo ngại. Thậm chí, có người may mắn còn có thu nhập khởi sắc hơn cả trước đó. Cơ may trúng vé số không nhỏ, đặc biệt là thứ tài đang rất vượng. Mạnh dạn đầu tư sẽ có lãi, dù đang trong tháng cô hồn, sức mua có xu hướng chung là giảm sút. Nhưng nếu tìm được con đường kinh doanh của riêng mình, bạn sẽ thấy cơ hội vẫn đang rất rộng mở. Dù có bất kỳ ý định đầu tư nào lúc này, cũng cần phải hết sức cẩn thận. Trước đó bản mệnh phải tính toán thật kỹ càng. Điều tra thị trường cẩn thận, nắm được xu hướng hiện nay. Khi đã làm được tất cả những điều đó thì mới nên đổ tiền đầu tư. Tiền bạc không phải cứ nóng vội là sẽ kiếm được. Đừng quá nóng lòng muốn cầm tiền ngay trong tay. Muốn tài lộc tăng tiến một cách bền vững và chắc chắn thì cách tốt nhất là bạn hãy cứ làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Những bước tiến trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ nâng tầm tài vận rất nhiều luôn đó. Trong tháng 7 âm, bản mệnh cần hết sức tránh xa các trò đỏ đen, đừng phó mặc tài lộc của mình vào vận may rủi kẻo tiền mất tật mang. Chuyện tình cảm của Quý Sửu trong tháng 7 âm này cũng không xuất hiện biến cố lớn, có điều tình cảm đôi lứa. Vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, hai bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 tháng 8 âm lịch. Bạn đã nỗ lực và đang dần đi theo đúng hướng trên con đường sự nghiệp, bạn nên kiên trì đến cùng, chắc chắn sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Vận tài lộc khởi sắc, cơ hội làm ăn kinh doanh cũng phát triển, bạn nên khôn ngoan và tận dụng cơ hội để thu về nhiều lợi nhuận, tuy được bạn bè, quý nhân phù trợ giúp đỡ. Nhưng đặc biệt trong tháng này người tuổi Quý Sửu dễ gặp phải điều tiếng thị phi từ những người xung quanh, vì thế bạn cũng nên cẩn trọng với điều này. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình, như tập trung nghiêm túc có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người tuổi Quý Sửu đang làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình, nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Chuyện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng, cho dù là người độc thân hay người đã kết hôn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Bạn hãy tự tin là chính mình, chắc hẳn sẽ gây được nhiều ấn tượng sâu sắc với mọi người xung quanh và nhanh chóng tìm ra người phù hợp. Theo tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch, người đã lập gia đình cũng có những suy nghĩ chín chắn hơn, cùng nửa kia xây dựng mái ấm. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 tháng 9 âm lịch. Tháng trước tuy tình hình khả quan, nhưng đến tháng 9 tiền bạc của bạn dường như đang hao tổn vì phải chi tiêu khá nhiều, hoặc do tham gia vào các cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu cũng nên chú trọng đến tình hình sức khỏe của bản thân. Xem tử vi tháng 9 năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch, cục diện tương hình sẽ mang tới nhiều rắc rối không mong muốn cho bản mệnh. Bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực do sự nghiệp mang lại, khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng mệt mỏi. Do muốn khẳng định vị thế của bản thân, gây ấn tượng cho lãnh đạo và đồng nghiệp, nên bạn luôn xung phong nhận những công việc khó khăn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì bạn không thể lường trước những vướng mắc mà mình sẽ gặp phải, vì thế mà quá trình thực hiện thường xuyên gặp rắc rối, trở ngại, thậm chí có kẻ phá đám,
Thời điểm này bạn phải nhận thức rõ năng lực và vị thế của mình, tự tin là tốt, song chớ nên quá ảo tưởng về bản thân, cũng như quá cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Bản mệnh chớ nên tự tách mình ra khỏi tập thể, dù khó khăn cũng không muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thì khó khăn, thử thách chính là yếu tố không thể thiếu nếu bạn muốn rèn luyện bản thân trở thành một người xuất sắc và bản lĩnh hơn. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ cần cù, không đầu hàng trước khó khăn thì ắt sẽ tìm ra hướng đi phù hợp cho công việc. Phương diện tài lộc của con giáp này có dấu hiệu nhích nhẹ, song chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là do phải chịu tác động của cục diện tương hình. Người làm ăn kinh doanh là con giáp đam mê kiếm tiền, luôn rất cố gắng để tìm ra hướng đi mới cho công việc, nhưng dường như mọi thứ không thể suôn sẻ ngay lập tức được. Bạn thường dễ gặp phải trở ngại do bản tính quá mức cứng cỏi, độc lập, tự cô lập bản thân, không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận bản thân, xem mình có khuyết điểm nào cần phải khắc phục. Bạn chớ nên đánh giá bản thân mình quá cao, mà lại hạ thấp mức độ khó khăn của những vấn đề mình đang và sẽ gặp phải. Chỉ khi nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, bạn mới có thể đưa ra những phương án làm giàu phù hợp. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 tháng 10 âm lịch. Có thể nói tháng 10 năm Giáp Thìn là tháng lên hương và phát triển tốt đẹp đối với người tuổi Quý Sửu, vạn sự đều tốt lành, đây chính là thời cơ chín muồi cho những dự định, kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Hãy yên tâm rằng trong quá trình thực hiện cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, công việc phát triển dẫn đến tài lộc son đỏ, tiền bạc rủng rỉnh. Tháng này bản mệnh được tài tinh chiếu mệnh, thực thần trao cho con giáp này những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Tài lộc của những chú trâu đang trên đà khởi sắc rực rỡ, nguồn thu đến cả từ chính tài và thứ tài. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bạn bè để mở rộng quy mô và nguồn vốn đang có. Từ đó thu về khoản lời khá lớn, người làm kinh doanh tìm kiếm được những mối làm ăn hứa hẹn, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tiến về phía trước thì bạn có thể chinh phục được mọi thách thức mà cuộc sống và công việc đặt ra. Nếu ai đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư, đều có thể tiến hành vào thời điểm này khá phù hợp. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong các dự án mới, đặc biệt là ở lĩnh vực bạn chưa thật sự quen thuộc, tốt nhất là nên bắt đầu bằng những thứ thật nhỏ thôi rồi đợi tới khi chúng lớn dần lên. Bạn cũng đã quen với môi trường đó thì chẳng có gì phải quá lo ngại. Những ai làm ăn nhỏ tuy không thu về khoản lợi lớn như những người khác nhưng về cơ bản, lúc này khá rủng rỉnh tiền tiêu, đối với kế hoạch lâu dài thì không phải lo lắng gì nhiều. Về sức khỏe thì mệnh chủ cần chú ý đến những tác nhân gây chấn thương từ bên ngoài như va quệt xe cộ, bị té ngã. Trong tháng có thể bạn sẽ phải dịch chuyển nhiều, nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại và tham gia giao thông, cũng như an toàn lao động. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 tháng 11 âm lịch. Càng về cuối năm càng có nhiều tất bật lo toan, người tuổi Quý Sửu cũng bị áp lực nặng nề, tuy nhiên bạn có lòng quyết tâm nên không ngừng cố gắng vươn lên. Dù gặp phải khó khăn cũng dần dần tìm ra cách khắc phục, khiến vận trình xoay chuyển ngoạn mục. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Không biết làm việc gì trước, việc gì sau, thậm chí phong cách làm việc khoa học của bạn có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính bản thân bạn mà thôi. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Tháng 11 âm này, chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Quý Sửu tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới cho bạn. Cơ hội làm ăn tới tấp khiến bạn nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn, để bạn có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ,
nên bản mệnh cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Vận trình tình duyên có nhiều dấu hiệu tốt lành, do có Bách Việt xuất hiện, bạn thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han quan tâm chăm sóc, điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối năm dường như người tuổi Quý Sửu sẽ phải gặp bất lợi nhiều mặt do gặp cục diện thái tuế tác động, công việc gặp phải nhiều trắc trở, khó khăn, hòa khí gia đình lục đục, dễ nảy sinh mâu thuẫn, chịu tác động của sao thái tuế. Áp lực công việc của người tuổi Sửu trong tháng 12 năm 2024 âm lịch tăng lên khá rõ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật khá rõ, bạn cũng phải vất và ngược xuôi để giải quyết công chuyện, nhưng hiệu quả chưa chắc đã được như ý, tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ hoặc gặp những sự cố bất ngờ. Kế hoạch diễn ra không thực sự như ý, nhiều việc phải lo nghĩ, bạn cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề chủ quan của mình hay do hoàn cảnh tác động. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả, miễn là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng thì vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề, sẽ không có thời gian cho bạn đủng đỉnh hay làm việc qua loa cho có lệ nữa đâu. Còn nếu là nguyên nhân khách quan thì cách khắc phục duy nhất là làm việc chăm chỉ hơn nữa, không ngại va vấp để bứt phá giới hạn của mình. Bạn càng chủ động đương đầu sẽ càng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Dù công việc bận rộn và có khá nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng con giáp này vốn được đánh giá cao bởi khả năng điều tiết công việc tốt, nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời. Tháng này bạn có thiên ấn che chở giúp giảm bớt hung hiểm phần nào, hãy luôn nhớ giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh thì không có gì phải lo lắng. May mắn là nguyệt lệnh dưỡng ở Sửu, ý chỉ vận khí sẽ dần tăng, trải qua đủ khó khăn nhưng bạn không bỏ cuộc thì sắp tới sẽ là tháng ngày may mắn vô cùng, tràn đầy hy vọng. Nhìn chung, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, khó khăn một chút cũng không khiến bạn nản lòng. Đường tài lộc trong tháng vẫn ổn định, do không có tài tinh chiếu mệnh, mọi chi tiêu, sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính và phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể đến từ thưởng Tết. Bạn cần tập trung hết mình vào công việc chính, như vậy bạn sẽ có thu hoạch xứng đáng. Tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, bạn càng chăm chỉ và nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần khởi sắc. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Thu hoạch từ việc kinh doanh buôn bán vẫn có nhưng túc tắc khá chậm. Dù bản mệnh mong muốn tài chính có đột phá rõ ràng hơn trong tháng giáp Tết, nhưng mọi việc đều cần có quá trình, nóng vội sẽ chỉ càng dễ hỏng việc chứ không đem lại lợi nhuận thật sự. Ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại bị thái tuế ảnh hưởng nặng nề, bạn nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới khi vận khí có khởi sắc tích cực hãy tiến hành. Ngoài ra, Quý Sửu cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu kẻo bị lạm chi cho việc sắm sửa Tết mà khiến ngân sách hao hụt quá nhanh. Về cơ bản, nếu bản mệnh vẫn duy trì được những thói quen tài chính tốt như trước đó thì không phải lo lắng quá nhiều. Dù sao với cách quản lý tiền bạc rõ ràng sẽ giúp hạn chế việc chi tiêu vào những mục đích không chính đáng do áp lực công việc đè nặng. Nên sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong tháng giáp Tết khá thất thường, nhất là về vấn đề tiêu hóa, việc ăn uống. Ngoài ra con giáp này cũng dễ bị các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho hắng do sức đề kháng kém. Hơn nữa Tết đã đến rất gần, những buổi tiệc tùng liên miên không đúng giờ giấc lại sử dụng rượu bia nên gây ra nhiều hệ lụy tiềm ẩn rất đáng ngại mà bạn không ngờ tới. Do đó, bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Làm việc, đi lại cũng phải đề phòng họa huyết quang và quệt xe cộ. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong thời gian này. Điều cấm kỵ thứ nhất, làm việc không nên lần nữa. Hồi nhỏ chúng ta đều có rất nhiều mộng tưởng, nhưng biết bao nhiêu giấc mơ ấy cứ bị lần nữa, hết lần này tới lần khác, cuối cùng đều thành dang dở. Trong Thái Can Đảm có một câu như sau, đời người chỉ như hạt gạo trong kho, như tia chớp vụt qua trước mắt, như cây gỗ mục bên bờ vực thẳm, như một con sóng giữa biển khơi, nếu biết điều này sao lại không thấy bi ai, sao lại không thấy hạnh phúc, làm thế nào mới có thể không phá bỏ mà cứ ôm giữ nỗi lo ham sống của con người. Làm thế nào mới có thể không lưu lệ nỗi nhục sống một cách hoang phí? Đoạn này đại ý là đời người quá ngắn ngủi. Nếu biết được điểm này thì con người sẽ không phải hối tiếc vì lãng phí thời gian quý giá của mình. Mọi người thường quen với việc cứ lần nữa, hết lần này tới lần khác. Trước khi hành động thường muốn hưởng thụ một chút an nhàn sau chót, nhưng hễ nghỉ ngơi thì lại không dứt ra được. Cứ muốn tiếp tục hưởng thụ mãi như vậy, cuối cùng thì sự lần nữa này sẽ trực tiếp khiến hành động này thất bại. Có câu nói rằng, những năm tháng tuổi trẻ khó quay lại, một ngày khó có hai buổi sáng,
Hãy khích lệ đúng lúc bởi tháng năm chẳng đợi người. Cứ lần nữa hết lần này tới lần khác thì thứ bị hao mòn chính là sinh mệnh của bản thân mình. Tới già hối tiếc thời gian đời người thấm thoát thoi đưa thì cũng đã muộn. Chi bằng hãy nỗ lực ngay từ bây giờ. Người thành công là người lập tức hành động. Chỉ có hành động tức khắc mới có thể nắm bắt thời cơ trước người khác. Điều cấm kỵ thứ hai, lời không nên nói nhiều. Trong Thái Can Đàm có nói rằng, người có đức thì kiệm lời, người hấp tấp thường lắm lời. Người có đạo đức tự biết mình hành thiện không đủ, nên nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì họ cũng không mở miệng. Người hấp tấp nóng vội muốn khoe khoang nên nói rất nhiều. Có câu, họa từ miệng mà ra, vậy nên những gì nên nói thì mới nói, những gì không nên nói thì nhất thiết không được nói, nếu không tai họa sẽ giáng xuống đầu lúc nào không hay. Trong cuộc sống, những kiến giải tinh túy thâm sâu mới được mọi người đón nhận, huênh hoang khoác lác cả ngày chỉ khiến người đời càng thêm ghét bỏ. Thực tiễn chứng minh rằng, trong lời có vật truyền tải, nắm vững một cách chính xác chừng mực của lời nói mới có thể tăng thêm sức cuốn hút cho bản thân mình, từ đó giành được nhiều cơ hội thành công hơn. Nắm vững một cách chính xác chừng mực của lời nói mới có thể tăng thêm sức cuốn hút cho bản thân mình, từ đó giành được nhiều cơ hội thành công hơn. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người chớ khoa trương. Một người khiêm tốn quá mức gọi là tác, mà luôn khoa trương quá trớn cũng gọi là tác. Ngưu Nhị trong Thủy Hử đã để lại một câu nổi tiếng trước khi chết rằng: "Hãy đến đây nếu là hảo hán hãy cho ta một đao." Sau đó liền bị Dương Chí chém chết. Đây gọi là bất tác bất tử, không khiêu khích thì không bị chết. Một người khi hành sự biết thuận theo tự nhiên, ngay chính thì được bình an, làm việc biết yên phận và tự lượng sức mình mà không thái quá thì cũng không có gì phải lo lắng. Không giả dối, không huênh hoang, sống thực với bản tính của mình, có thể nắm bắt được chừng mực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thường thì con người sẽ đánh giá mình cao hơn khả năng thực tế, cho nên mới thường làm nhiều việc quá sức. Do đó, họ cũng tự nhiên mất đi khả năng kiểm soát tình hình diễn biến của sự việc, bi kịch sẽ theo đó mà ập tới. Điều cấm kỵ thứ tư, oán trách người, bản lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đến đức khí và hỏa khí của trời đất, tài vận sẽ bị hủy diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì sẽ bần cùng, làm việc gì cũng không thuận, oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.